Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng tôi lại giới thiệu cho các bạn một cái địa chỉ lịch sử, đó là khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc. Nhắc đến Ngã Ba Đồng Lộc thì có vẻ là có rất nhiều bạn đã biết đến cái khu di tích này, nơi mà một thời máu lửa, đất thiêng của 10 đóa hoa rực rỡ anh hùng. Ngã Ba Đồng Lộc từng là một cái tọa độ chết trong cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khi mà mang trong mình những cái hố bom chi chít. Đến nay thì nơi đây đã trở thành một cái di tích tham quan và trở thành một cái nơi huyền thoại, linh thiêng. Nơi đất lửa Ngã Ba Đồng Lộc đã chứng kiến sự hy sinh của 10 cô gái cho thanh niên xung phong, cho nền độc lập của dân tộc. Ngày hôm nay thì Đồng Lộc đã đổi thay với những rừng thông tí tắp, với những mùa lúa bội thu. Nếu có dịp du lịch Hà Tĩnh thì các bạn hãy ghé thăm di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc để sống lại một cái thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngã Ba Đồng Lộc thì nó là một di tích lịch sử của tỉnh Hà Tĩnh với diện tích khoảng 50 hecta. Theo giới thiệu về Ngã Ba Đồng Lộc thì nơi đây tri ân sự hy sinh cao cả của 10 cô gái và tập thể lực lượng thanh niên xung phong trong cái sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Giờ đây thì khi chiến tranh đã lùi xa và những cái câu chuyện huyền thoại về Đồng Lộc vẫn còn nguyên vẹn trong cái trái tim của mỗi người, thì địa chỉ của Ngã Ba Đồng Lộc nó nằm ở xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc của tỉnh Hà Tĩnh. Từ thành phố Hà Tĩnh, các bạn có thể đi theo quốc lộ 1A về phía bắc khoảng 9 km. Khi đến Ngã Ba Giang thì rẽ trái, đi tiếp 10 cây thì sẽ đến khu di tích. Ngã Ba Đồng Lộc là một cái giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 Hà Tĩnh. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ thì mọi con đường chi viện từ Bắc vào Nam đều phải đi qua nơi đây. Chính vì sự hiểm yếu của vị trí nơi đây mà cái không quân của Hoa Kỳ đã liên tục cho máy bay ném bom đánh phá Đồng Lộc nhằm cắt đứt cái huyết mạch giao thông của quân và dân ta hướng đến miền Nam. Vì thế Đồng Lộc còn được mệnh danh là tọa độ chết, mỗi mét vuông ở nơi đây đều phải gánh tới 3 tấn bom. Nơi đây thì có một tiểu đội thanh niên xung phong có nhiệm vụ canh giữ giao điểm và phá bom, sửa đường, thông xe cho quân và dân ta đi. Tiểu đội 4, đại đội 552 được chốt chặn đoạn đường từ cầu tối đến chuông kén khoảng 2 km. Trưa ngày 24 tháng 7 năm 1968, tiểu đội 4 do chị Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng thuộc đại đội 552 được lệnh sam lắt hố bom khi khu vực của địch vừa ném bom để thông đường cho xe qua. Nhận được nhiệm vụ, các chị đã đến hiện trường gấp rút than lấp, nhưng đến 16 giờ 30, trận bom thứ 15 trong ngày đã dội xuống Đồng Lộc. Một quả bom đã rơi trúng 10 cô gái. Cả trận địa lặng đi và vỡ òa trong tiếng khóc. Các cô gái đã hy sinh ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Và còn rất nhiều tấm gương liệt sĩ anh hùng trong hơn 4.000 con người ở Việt đã nằm lại ở mảnh đất máu và hoa này. Bởi vậy, dù đã trải qua hơn 50 năm, Ngã Ba Đồng Lộc vẫn là địa chỉ đỏ mà hàng triệu người, hàng triệu trái tim Việt Nam hướng về. Dù chúng ta đã xem rất nhiều bộ phim nói về Ngã Ba Đồng Lộc, nhưng khi ghé thăm nơi đây, các bạn vẫn sẽ có những cái cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Đó là cảm nhận chân thực khi ta đứng hít thở bầu không khí lắng đọng trang nghiêm tại nơi đây, để quay lại trang sử đau thương mà hào hùng của dân tộc. Đến với khu di tích, bạn nên ghé thăm một lần để thắp nén nhang thơm cho 10 anh hùng đã anh dũng hy sinh tại nơi đây. 10 ngôi mộ dưới chân núi Trọt Voi, cách nhà bia tưởng niệm chỉ 30 m, hố bom nơi 10 chị hy sinh vẫn nằm ở vị trí cũ. Bên cạnh đó là nhà bia tưởng niệm được xây dựng vào năm 1998, tu bổ vào năm 2007, khắc tên gần 4.000 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong trên toàn quốc và các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc. Nhà bia đã ghi lại trang sử hào hùng và bi tráng của lịch sử, tri ân những người anh hùng không tiếc tuổi trẻ, tuổi xuân và xương máu hy sinh vì thắng lợi của Tổ quốc, của nước nhà. Theo lời kể của các hướng dẫn viên ở nơi đây thì tượng đài chiến thắng được xây dựng trên nền chi chít hố bom của ngày xưa. Tượng đài là biểu tượng của sức mạnh, ý chí vươn lên mọi gian nan của các lực lượng thanh niên xung phong, công an, dân quân du kích. Quanh chân tượng đài là biểu tượng của trận đánh ở Ngã Ba Đồng Lộc với đạn bom khói lửa và cả vầng mây biểu trưng cho hòa bình, cho hy vọng ngày mai hòa bình sẽ lặp lại.
cột cờ của ngành giao thông vận tải nằm ngay chính giữa ngã ba Đồng Lộc, khánh thành vào ngày 26 tháng 3 năm 1992. Công trình được sử dụng chất liệu đá hoa cương trắng và xanh nguyên khối, uy nghi, trang trọng. Cột biểu tượng nhằm tôn vinh những chiến công oanh liệt của các cán bộ, chiến sĩ tại khu di tích lịch sử này. Nơi đây còn trưng bày rất nhiều hiện vật lịch sử như xe tăng, xe thiết giáp, xe chở và các vật liệu, xe chuyên dụng để cho chiến trường miền Nam. Nơi đây còn được khánh thành một tháp chuông Đồng Lộc vào ngày 2 tháng 1 năm 2011, gồm 7 tầng 8 mái cao 37 m. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.